Mười dân cảnh Nghệ An về huyện Yên Bạc là quan đất phủ dày. Thank you.
nếu không có hội phong trần hẹn ngày huê đời hoàng về với dân để tay tiên giọt chén rượu đào nhất tuần xưa dâng lên bệ ngọc để các o nâng mơ là mời rước quan hòa mười giới tay tiên nâng mời rước quan hòa sớm tuần ta dâng lên bệ ngọc để các o nâng mời là mời rước quan hoàng sới các o nâng mời rước quan hoàng sới tay tiên giọt chén rượu đà dâng lên kính vua dâng lên tạ mộng để các o nâng mời là mời rước quan hoàng sới tay tiên nâng mời rước quan hoàng sới
bạn về sân Hà. Cho dân nó ấm, cho nước nhà bình an. Áng mây
xanh vơn quanh làn gió. Xứ Nghệ quê hoang hoa cỏ tốt tươi. Ai muốn lên Bích Đồng thành trời thì vô Xứ Nghệ tới nơi đền khói tòa mây bay đền hoàng, khói tòa mây bay Huế nở hay hay đêm ngày nước chảy từ ba chỉ bày hết thầy thu đông Bắc Nam xin lộc đền ông người đi mà ngờ chứ người đi mà ngờ ngược dòng Nam dân con đàn ca ta ơn chữ thành cùng cung tam tòa quốc phủ Việt Nam nước nước non chát hoa tuy cảnh xanh hoa ấm Nam sáng người muôn đời
thân dân hương khói sông Lam mây hồng hữu tình biết mùa nào vương. Tính thiên bộ trời gió trời sinh dương thế số hệ thiên cung sám hối quan ông đằng vân giá vũ thần thông giá lâm vũ đàn cho đồng bình tâm kinh tính hoàng ra tay phù cho ghế hoàng xanh cành nở hoa tan dân chúng sinh bình an. Tâm thành con quỳ khấn nguyện chuyên nhân đức quan hoàng mười người luôn soi sáng chốn nhân gian tỏa ra ánh quang dịu nhân loại thoát mi trầm luân. Hôm nay sáng lưng dương đồng đẹp rạng ngời sáng như hào quang. Ngàn muôn câu hát dâng lên kính xin thánh hoàng độ.
họ kia con người đang vui sau ông đình vội xa về câu hò còn đang răng rờ hoặc lỡ thì sao đây ông người đình xa về nhưng chúng dân con chưa ai buồn ông người về thì níu yên mưa xin ông mười để bài thơ đến hoa mà đêm hôm qua cung văn con ngủ mà nằm mơ mơ đức hoàng thập hôm nay mở kho ông cho tiền hoặc mở kho cũng cho vay nợ tiền trên trời đẹp nhất nghệ an mây ở trên trời đẹp nhất có áng mây đền Ninh Giang hôm nay đẹp nhất có ông mời về đây ông ngự đồng ông về đây ông ngự đồng xin hoàng mời ngồi nghe câu phủ chứ câu thơ câu hò trong xứ nghệ cùng văn con nhất tâm dâng lên để hoàng con nhất tâm dâng lên để hoàng đã bấy lâu nay ngày con mong tháng đời cả năm chờ lúc đó này ông đã bấy lâu nay ngày con mong rồi tháng đời kể lắm chờ hôm nay dân thôn mới bàn hạc được gặp đức hoàng mười người giáng sinh diêu đào kính chúc mẹ thành minh chén diêu đào con kính chúc mẹ thành minh chúc quan hoàng thập người muôn tuổi xuân thêm xuân nở mặt nở ba xuân thêm xuân nở mặt nở ba ngày xưa mà ngày xưa thì bảo cách chờ dòng sông Lam ngày nay có hai cầu bến thủy ông cứ thung dung hoàng vội gì cứ thung dung hoàng vội gì chỉ bảo ngày xưa thì ghế hoàng nào ai biết mề chi ai đúng đó ngày xưa thì ai biết chi ai từ ngày ra trình đồng tam tứ phủ tình cơ các bề gặp nhau xa xôi xa xôi xin hoàng mười nhích là thêm gần một ngày đã làm tôi bốn phủ thì cũng như con trong một bể nhà cũng coi nhau như con một ngóng trông hoàng về ô tang tình tang
bốn phương hoa nở hòa tan về với dân.